truyền thuyết về bồ tát quan thế âm diệu hạnh giao trinh sưu tầm và kể chuyện nguyễn minh tiến hiệu đính và giới thiệu nhà xuất bản liên phật hội Quán âm Độ Vi Đà Vi Đà là một vị thiên tướng hộ pháp của Phật giáo Tương truyền rằng Ngài là một trong tám vị đại thần tướng của Nam Phương Tăng trưởng Đại Thiên Vương Một trong bốn Đại Thiên Vương và là người đứng đầu 32 vị thần tướng thuộc quyền của bốn đại thiên vương. Tượng của Ngài thường ở dưới dạng một người trai trẻ, thân mang áo giáp mũ sắt hoặc một tay án chày kim cương, hoặc hai tay nâng chày lên, đứng trong điện thiên vương, đau lưng với Phật Di Lặc và đối diện với Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao Vi Đà lại được thờ ở thiên vương điện, đau lưng với Phật Di Lặc và đối diện với Phật Thích Ca? đó là vì ngài đã từng lập công trạng rất lớn trong việc diệt giặc bảo hộ phật pháp vi đà trong thánh điển phật giáo còn được gọi là thần hành thái bảo vì ngài nổi danh là có tài đi như bay tương truyền lúc như lai nhập niết bàn có một con quỷ mệnh danh là nhanh như chớp đến trộm hai cái răng của phật rồi chạy mất Vi Đà cắp tóc đuổi theo, không lâu sau bắt kịp tên cướp, lấy lại răng phật. Từ đó Vi Đà trở nên một vị thần hộ pháp nổi danh. Lúc còn trẻ, Vi Đà là một chàng trai anh tuấn, uy phong lẫm lẫm, ăn mặc như một võ tướng nên được tạo tượng khá giống các dũng tướng Trung Quốc như Triệu Vân, Mã Siêu. Vi Đà cũng là hộ pháp của Bồ Tát Quán Âm. Nếu Ngài tu thành chính quả, cũng là nhờ sự giáo hóa của Bồ Tát vậy. Hồi xưa, Vi Đà là một chàng thanh niên sống ở nông thôn, ven bờ sông Lạc Dương, thuộc Phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Cậu là người siêng năng, lanh lẹ và tốt bụng, thông minh, tài giỏi, nổi tiếng là một người thợ khéo trong vùng nhà cậu ở bên bờ sông lạc dương sông này rất rộng nước chảy xiết vì không có cầu bắt ngang nên dân chúng hai bên bờ qua lại rất gian nan phải lệ thuộc vào những chiếc thuyền chở khách bởi vì lúc nước chảy xiết và trũng nước xoáy lại nhiều lúc trời tốt qua sông đã không an toàn mà khi mưa to, sóng lớn hay bão bùng thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Nên nạn lật thuyền thường xuyên xảy ra, người tán thân vào bụng cá cũng không phải là ít. Vi Đà đã bao lần chính mắt trông thấy những thảm cảnh lật tàu như thế. Bèn lập nguyện xây một cây cầu bắt ngang sông. Nên trong mấy năm trời, ngày bán dày cỏ đem đi đập đá để dành từng đồng, từng cắt. Lúc cậu sắp sửa xây cầu, thì Bồ Tát Quán Âm Vân Du ở Phủ Tuyền Châu. Và Ngài có một đoạn nhân duyên với Vi Đà từ đó. Mùa xuân năm ấy, một hôm Bồ Tát Quán Âm, tay cầm tịnh bình, chân đạp mây lành, đứng trên không trung nhìn xuống sông Lạc Dương. Bỗng nhiên, nghe vọng lên tiếng la khóc cầu cứu ngài cúi xuống thấy dưới chân mình có dòng sông lớn cuồn cuộn trào dâng một ông lão lái đò đang chèo thuyền sang sông và chiếc thuyền đang bị dòng nước xiết kéo tới một con nước xoáy ông lái thuyền cuốn cuồng chống đỡ nhưng chiếc thuyền bị con nước xoáy làm cho quay mòng mòng dường như sắp sửa bị lật hành khách trên thuyền kinh hoảng trăm bề đàn bà trẻ con khóc la thảm thiết tiếng kêu cầu thấu tới mây xanh và tới tai ngài quán âm bồ tát quán âm đại từ đại bi vội lấy nhành dương liễu từ tịnh bình ra ném xuống chiếc thuyền đang lâm nạn trên mặt biển thi thố thần lực áp cho sóng lặn xuống Dòng nước giận dữ đang làm cho ba đào cuộn dân. Nước xoáy trũng sâu đang làm cho con thuyền lắc lư, nghiêng ngửa. Bỗng tự nhiên, bình lặng, hiền hòa. Con thuyền nhờ thế được thoát cơn, hiểm nạn. Dĩ nhiên, ông lái thuyền không biết mình đã được Bồ Tát Quán Âm cứu giúp. Thấy con thuyền không còn trồng trành, xoay vần và thoát ra khỏi con nước xoáy, thì thở hổn hển phần thì mừng rỡ phần thì cố lấy lại can đảm để chèo nốt con thuyền đến bờ đối diện khách trên thuyền ai cũng tự cảm thấy mình đã may mắn thoát chết và nhớ lại cảnh nguy hiểm vừa trải qua ai cũng rùng mình rỡn ốc hơn ai hết ngài quán âm hiểu rõ những ý nghĩ những mong cầu của chúng sinh. Vì thế, ngay lập tức quyết định ra tay là một điều lợi ích cho dân. Thế là Ngài hạ mây xuống, biến thành một cô gái chài lưới trẻ tuổi xinh đẹp. Bước lên khoang nói chuyện với ông lão chèo thuyền, hỏi ông có thể chèo trở về bờ bên kia ngay không? Lúc đó, một vài người dân làng cũng vừa đến và muốn qua sông. Ông lão còn chưa lấy lại hồn vía bảo rằng Lúc nãy suýt nữa thuyền bị lật, thoát được hiểm là một điều may mắn không ngờ. Dòng sông này nước chảy quá mạnh. Mỗi lần chèo thuyền, tôi đều nơm nớp vào phòng. Nói thật, bây giờ tôi hãy còn quá sợ không muốn chèo thuyền về bên kia nữa. Nhớ có chuyện gì xảy ra thì sao? Dân làng gấp muốn qua sông, xuống nước năn nỉ. Ông lão ơi, ông không đưa thì chúng tôi làm sao về được? Ông là tay nghề lão luyện, ai cũng đặt tin tưởng vào ông, xin ông chịu phiền một chút giùm đi. Ông lão lái thuyền, không từ chối được, đành để cho Bồ Tát quán âm cùng một vài người dân làng bước lên thuyền một lần nữa đưa mái chèo hướng bờ đối diện một mặt nói quý vị không biết chèo thuyền trên con sông lạc dương này nguy hiểm tới mức nào đâu mười năm trở lại đây ngày nào tôi cũng chèo thuyền gặp không biết bao nhiêu là cảnh nguy hiểm tạm cho là tôi cứng tay nghệ nên may mắn lần nào cũng từ cõi chết trở về được trên dòng sông này tôi đã chín mắt thấy vô số con thuyền bị lật vô số người chết chìm làm mồi cho cá tôi già rồi không còn khỏe nữa trước sau gì tôi cũng sẽ phải bỏ thuyền bỏ lái thôi bồ tát quán âm bèn xen vào hỏi thưa cụ sông này nước chảy xiết xoáy nước nhiều chèo thuyền quả thật nguy khốn làm sao không xảy ra tai nạn cho được tại sao chúng ta không xây một chiếc cầu bắt ngang qua sông cháu từ xa tới chỗ cháu ở nếu có dòng sông nào nguy hiểm như thế này cũng đều có cầu bắt qua cả ông lão lái thuyền thở dài lắc đầu một khách đi thuyền tiếp lời, nói Trăm họ ở đây trong mong xây một cái cầu từ lâu rồi. quan huyện cũng mấy lần công bố xây cầu. Nay á, thì kêu gọi đóng góp tiền tài. Mai á, thì yêu cầu đóng góp thóc gạo. Năm nào cũng ra công bố, nhưng mấy năm rồi. Cầu đâu không thấy, chỉ thấy hậu bao của quan huyện. Mỗi năm mỗi phòng to lên thôi ngài quán âm hỏi dân chúng tự mình đứng ra xây cầu không được sao ông lão nghe thế cười buồn mà rằng nói thì dễ muốn xây cầu thì một là phải có tiền hai á là phải có thợ giỏi dân chúng làm gì có chừng đó tiền và cũng làm gì có người đủ tài để đứng ra tổ chức một việc to lớn như thế Tuy nhiên, cách đây vài năm có một anh chàng tên là Vi Đà cũng đã từng đề cập tới việc xây cầu. Đó là một thanh niên có chí lớn, cũng là một tay thợ khéo nổi tiếng tài giỏi ở vùng này. Một hôm thấy tôi chèo thuyền quá nguy hiểm, cậu đã nói với tôi là nhất định sẽ xây cầu. Thế mà về sau lại không thấy cậu xuất hiện nữa. Con người nói cậu đang ở nhà để dành tiền chuẩn bị việc xây cầu. Mấy năm nay không thấy động tĩnh, có lẽ cậu không để dành được tiền. Chuyện xây cầu thật không phải dễ. Quán Âm nghe thế, bất giác cảm thấy hoan hỷ, nghĩ rằng ở đây mà có một chàng trai trẻ tuổi như thế, thật là Hy hữu Có cùng một chí nguyện với mình Về sau Giao cho anh ta đứng ra tổ chức việc xây cầu Không phải là một điều Thích hợp lắm hay sao Một người dân bình thường Khó mà có thể trù liệu được Cần phải có bao nhiêu tiền Để xây cầu Muốn cho việc xây cầu này thành tựu Thì chính ngài phải đứng ra Tìm biện pháp mới xong Lúc ấy Thuyền đã cặp bến những người dân làng đã lên bờ và chia tay nhau ai về nhà nấy nhưng cô gái chạy lưới không lên bờ mà còn ngồi lại trong thuyền chìm trong suy nghĩ ông lão chèo thuyền cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi cô nương sao cô không lên bờ thưa cụ cô gái chạy lưới đáp cháu đang suy nghĩ tới việc xây cầu vừa rồi cụ nói có anh chàng gì đó quyết tâm xây cầu thật là hy hữu nhưng anh ấy một mình kiếm tiền thì chắc cả đời kiếm cũng không đủ tại sao tất cả chúng ta không cùng tìm cách giúp đỡ anh ấy ông lão lái thuyền đáp cách nào bây giờ ở đây ai cũng nghèo khổ cả còn những người tài chủ có tiền thì ai mà chịu cắt núm ruột của mình ra cô gái chai lưới đáp Cụ à, muốn tìm biện pháp thì không khó. Cháu nghĩ trên sông này, hãy chưa có cầu là còn có tai nạn, vì thế cháu muốn giúp một tay. Ông lão chèo thuyền nghe thế, cảm thấy kỳ lạ. Cô ư, cô có biện pháp nào? Trừ phi nhà cô có tiền và muốn làm việc thiện. Cô gái đáp, Nhà cháu không có tiền, nhưng cháu có biện pháp Chẳng hạn mình có cách nào lấy tiền của nhà giàu không? Ông lão lái thuyền đáp Lấy tiền của nhà giàu Nhà giàu đời nào để cho mình lấy tiền Cô thật khéo mơ tưởng viễn vong Cô gái dân chài nói Cô ơi, cháu có cách này nhưng cần cụ giúp đỡ Nếu cụ chịu làm chung việc này với cháu thì mình có thể lấy tiền của nhà giàu được. Nói xong, cô gái tới gần, thầm thì to nhỏ vào tay ông lão, khô tay, múa chân, ra dấu. Còn ông lão thì cứ thế mà gợt gù từ đầu tới cuối. Cuối cùng, ông nói: được, vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta bắt đầu thi hành kế hoạch của cô. Hôm sau vừa vặn đúng ngày mùng 3 tháng 3. Đó là ngày hội đình chùa lớn nhất trong năm ở Phủ Tuyền Châu. Dân chúng từ bốn phương tám hướng đổ dồn về dự hội. Người đi, người về, thật là náo nhiệt. Hôm ấy, ông lão cũng chèo thuyền như mọi ngày, nhưng hôm nay có điểm khác biệt là có một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi trong thuyền. Còn ông lão thì cười tươi như hoa Thuyền không cập bến Mà lại ngừng ở ngay chính giữa dòng sông Sông Lạc Dương rộng khoảng 50 thước Thuyền ở ngay giữa dòng sông Tức là cách xa hai bên bờ khoảng hai mươi mấy thước Ông lão lấy đò Cùng cô gái cứ ở giữa dòng sông như thế Mà chuyện trò Không chịu đưa thuyền về bến người muốn qua sông cứ đứng hai bên bờ mà réo. ông lão ơi, mau chèo thuyền rước khách. chúng tôi muốn qua sông đây. nhưng họ kêu máy cũng mặc họ, ông lão không hề màng đến, vẫn bình an giữa dòng sông. khách chờ thuyền càng ngày càng đông, ai cũng nhìn thấy chiếc thuyền của ông lái và ai cũng tò mò, không biết ông muốn làm gì. và càng đông họ càng ồn ào nhất là khi họ thấy ngồi trên thuyền là cô gái chài lưới có một nhan sắc hơn người cô gái này thật sự lôi cuốn người ta cô mặc một cái áo trên ngắn thêu hoa nhiều màu dưới là chiếc váy màu xanh lá cây nhạt thanh nhã nổi lên trên cái quần màu đỏ sậm đầu bới tóc cao tay đeo khuyên bạc khuôn mặt trái xoan đoan trang diễm lệ, da trắng nõn, mịn màng. Mắt như nước hồ thu gợi tình, người nào nhìn cô cũng phải khen thầm là đẹp tuyệt. Trong những người đứng nhìn, có một số là con nhà hào phú, họ nhìn cô gái mà hồn phách điên đảo, thần trí rối loạn, người nào cũng kêu ầm lên. Ông lão ơi, mau trở về chèo thuyền qua sông thấy người chờ càng ngày càng đông ông lão mới đủng đỉnh đứng dậy nhìn hai bên bờ mà vừa chỉ cô gái dân chài mà nói các vị nghe đây hôm nay tôi không chèo thuyền vì tôi có cô cháu tức là cô nương đây đã đi từ mãi tận tô châu lên đến phủ tuyền châu này cháu tôi năm nay vừa chẳng đôi tám Muốn tìm một chàng trai có duyên có số với mình để gá nghĩa trăm năm từ ngày hôm nay trở đi cháu tôi sẽ ngồi trên thuyền nếu có chàng trai nào muốn cưới cô về làm vợ bất kỳ là người nào đều phải tham dự vào cuộc thi này điều kiện duy nhất là phải ném một đồng tiền đồng hay một đồng tiền bạc về phía cháu tôi nếu ai ném trúng người cô ấy thì coi như có duyên có số với cô vậy tôi sẽ đứng đây làm trọng tài mọi người làm chứng tuyệt đối không nói sai lời lão lái thuyền nói xong mọi người mới vỡ lẽ ra những người trai trẻ trong đám đông hiểu đây là một cuộc thi ném bạc kén chồng họ nhìn có gái xinh đẹp ai cũng nghe tim đập rộn ràng tinh thần sung mãn nhất là đám vương tôn công tử thì trở nên như điên như cuồng vậy đó là những người hiếu sắc và có tiền họ thấy cô gái này đẹp hơn tất cả những cô gái khác mà họ đã từng gặp nên ai cũng muốn ném tiền trúng người cô ấy để cưới cô về làm vợ được như thế thì thật là tuyệt vời cô gái ngồi trên chiếc thuyền đang bồng bềnh ngay giữa lòng sông cách hai bên bờ không quá hai mươi mấy thước nhìn thì thấy tợ như gần ngay bên cạnh lo gì ném không trúng những vương tôn công tử người nào cũng thèm rõ giải sốt ruột muốn chính mình là người đầu tiên ném trúng cô nương họ bèn lập tức lấy tiền đem theo tùy thân tranh nhau ném về phía cô gái trong chốc lát những đồng tiền từ hai bên bờ sông bay tới khoang thuyền như mưa tuy nhiên lạ lùng thay tuy bờ không xa và cô gái thấy gần như thể ở ngay bên cạnh và chàng thanh niên nào cũng nhắm cô gái cẩn thận trước khi ném nhưng tiền cứ rơi lên thuyền không có đồng nào trúng được người cô đám vương tôn công tử cảm thấy giống như đang ở trong một canh bạc hễ hết tiền thì sai người hầu chạy về nhà lấy thêm họ cùng nhau tranh giành cãi nhau chí chóe thi nhau mà ném từng giỏ từng giỏ bạc vụn những đồng tiền ấy chỉ trượt bên cô gái trong đường tơ kẻ tóc cho nên họ vừa hận vừa mừng cho rằng ném lại một lần nữa thì chắc chắn thế nào cũng trúng. Và như thế, họ không ngừng thử ném trở lại, ném cho tới khi trời tối, mà rốt cuộc vẫn chưa ai ném trúng được người đẹp. Lúc ấy, ông lão lái thuyền mới nói với mọi người là trời đã tối, không thể tiếp tục ném nữa, ngày mai hãy trở lại ném tiếp. Chuyện kén chồng trên thuyền đã làm chấn động cả phủ thuyền châu một đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồng ngàn. Ngày hôm sau, ông lão lại chèo thuyền ra giữa dòng sông và cô gái chài lưới lại ngồi trên thuyền. Người ham vui đến xem càng lúc càng đông, chen lớn nhau ở bên này và bên kia bờ sông. Trong ngoài chật ních, hai bên bến phà huyên náo giống như một buổi hát xiệt. Những vương tôn công tử chiều qua không ném trúng cô nương nhưng vẫn chưa mất hy vọng, tiếp tục chuyển tiền tới. Những anh chàng này tâm hồn hoàn toàn si mê điên đảo trước nhan sắc của tuyệt thế giai nhân nên tổn phí bao nhiêu cũng không tiếc. Tiền họ ném có thể đông thành bồ thành sọt vậy. Cứ thế hai ngày liền mà vẫn chưa có ai ném trúng cô nương mà chỉ thấy những đồng tiền cứ rào rào rơi xuống bên cạnh cô, xuống tới khoang thuyền. Lúc Bồ Tát Quán Âm lập kế kiếm tiền bằng cách kén chồng ở giữa dòng sông, Vi Đà cũng nghe nói đến sự việc lạ lùng ấy, nên cũng tìm đến xem khung cảnh huyên náo. Vi Đà là một anh chàng thanh niên trẻ tuổi, nhìn thấy cô gái chạy lưới trên thuyền, cũng bị nhan sắc tuyệt vời của mỹ nhân hớp hồn nên cũng đứng ngay người ra nhìn người ngọc cậu thọc tay vào túi trên thân cũng có vài đồng tiền tâm cậu bị chấn động nên cũng muốn chen vào ném nhưng lập tức cậu đè nén ý muốn ấy nghĩ rằng bao nhiêu đó người ném mà chưa ai ném trúng mình không nên ném mấy đồng tiền một cách oan uổng thì thôi nên bỏ ý nghĩ ấy đi. Nhưng vừa vặn lúc ấy có Lữ Động Tân, một trong Bát Tiên cũng vân du đến chỗ này. Ông nhìn thấy bên dưới người đông như kiến, không biết đang có chuyện gì nên đáp mây xuống, lẫn lộn trong đám đông người chen vào xem. Ông biến thành một ông lão tóc trắng như bông mới nhìn cô gái chạy lưới trên thuyền, liền biết ngay đó chính là Bồ Tát Quán Âm. Và hiểu ngay tự sự, nên rất ngầm tháng phục phương pháp kiếm tiền của Ngài Quán Âm. Nhưng đồng thời không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ. Đại sĩ, đại sĩ, thật đã khổ công tìm cách làm việc thiện để nghĩ ra một diệu kế như thế nhưng hôm nay tôi muốn làm cho ngài phải xuất đầu lộ diện chơi ngài làm cho con em các nhà hào phú ném tiền một cách oan uổng không ai có thể ném trúng ngài ngài kén chồng như thế đủ để xây cầu rồi nếu không có chuyện gì xảy ra thì thật là tôi công cho đám công tử thiếu gia kia quá nên tôi muốn xem ngài đối phó làm sao nếu phải làm vợ một kẻ phàm phu lữ động tân bèn đưa mắt tìm một anh chàng thanh niên để giúp anh ta ném trúng cô gái chài lưới làm khó dễ bồ tát quán âm xem sao khéo sao ông lại đứng ngay bên cạnh vi đà ông thấy anh chàng này phúc hậu lại chín chắn chứ không phải loại công tử đẻ mọc điều kia và ông cũng đã bắt gặp động tác móc tiền ra rồi lại bỏ vào của anh chàng ông nghĩ được rồi đại sĩ tôi sẽ làm cho anh chàng này ném trúng ngài để xem ngài làm sao thế là ông vỗ vai vi đà cười nói này cậu cậu có muốn thử một chuyến không vi đà bị hỏi bèn đỏ bừng cả mặt xấu hổ cúi đầu, Lữ Động Tân nói: "Cậu không có gì phải xấu hổ. Trai lớn lên phải có vợ, một tuyệt sắc giai nhân như thế đang kén chồng thì không nên bỏ qua cơ hội. Biết đâu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cậu có duyên có phận với cô ấy thì sao?" Chàng thanh niên nhìn ông lão nói ông ơi cháu cũng muốn thử chứ nhưng nghĩ lại hai ngày vừa qua biết bao nhiêu là vương tôn công tử ném không biết bao nhiêu là tiền mà ném không trúng còn cháu chỉ có mấy đồng bạc trên thân nếu đem ném ra thì chỉ có phí tiền thôi chứ làm sao trúng được hơn nữa mấy năm vừa qua cháu chỉ nghĩ tới có một điều mà thôi đó là làm sao để dành tiền xây cầu Tiền kiếm được hay còn ít lắm Cháu không thể tự nhiên nghĩ tới vấn đề lấy vợ của cá nhân mình Mà đi tiêu phí những đồng tiền này Lữ Đồng Tân nghe thế Cảm thấy rất mến anh chàng này và nghĩ thầm Thì ra chàng trai trẻ này cũng có chung một ý nguyện với ngài quán âm Thật là hy hữu, hy hữu Ta phải giúp cho anh chàng ném trúng quán âm đại sĩ phá Ngài chơi. Rồi khi nào Ngài biết được và có nổi giận, thì cũng dễ gỡ thế bí bằng cách để cho anh chàng này giúp đỡ Ngài trong việc xây cậu là xong. Nghĩ thế rồi, Lữ Động Tân nói với Vi Đà. Này cậu, để tôi nói cho cậu biết tại sao cô nương này lại kén chồng. Cô kén chồng bằng cách này, là cũng chỉ vì muốn kiếm tiền xây cầu cậu và cô ấy đều có cùng một ý chí nên tôi nghĩ rằng cậu sẽ ném trúng đôi bên kết hôn rồi chung lưng sát cánh với nhau lo chuyện xây cầu không phải là thượng sách hay sao cậu cứ ném thử đi nếu đúng duyên đúng phận Người khác ném máy cũng không trúng, nhưng cậu ném một lần là trúng. Không tin, cậu cứ thử. Mà dù ném không trúng đi nữa, thì tiền này xem như cậu tặng cho cô ấy xây cậu, chứ có mất mát đi đâu. Cậu nghĩ tôi nói có đúng không? Đúng ngay lúc ấy, giọng ông lão lái thuyền vọng tới. Bà con làng sớm ơi! trời đã tối rồi, nên hôm nay ngừng ở đây. Tôi muốn gác mái chèo về nhà nghỉ. Lữ Đồng Tân nghe vậy, vội thúc Vi Đà ném. Vi Đà luống cuốn, bèn ném bừa về phía cô gái một đồng tiền. Có lẽ vì trong suốt hai ngày qua, Ngài Quán Âm dùng thần lực, nên tiền không thể nào trúng tới mình Ngài. Nay ông lão chèo thuyền, đã ra hiệu ngừng để về nghỉ nên ngài bèn xả thần lực thêm vào lại có lữ động tân cố ý làm cho đồng tiền ném trúng ngài nên ông thổi một cái đồng tiền của vi đà theo hơi thần của ông mà rơi lên người cô gái chài lưới không rơi bên phải không rơi bên trái không rơi ở trên hay ở dưới mà rơi ngay tim của cô lúc ấy ai cũng đã ngừng tay chỉ còn có vi đà ném tiền người đứng hai bên bờ ai cũng thấy rõ ràng thế là sau hai ngày trời cuối cùng cũng có người ném trúng không ai bảo ai mà mọi người đều reo hò nhảy cẩn lên vỗ tay hoan hô giỏi giỏi trúng rồi trúng rồi anh chàng này tốt phước quá bồ tát quán âm giật mình kinh ngạc bị ném trúng một cách bất ngờ nên ngài lúng túng không biết chuyện chi xảy ra bèn nhìn vi đà đang được mọi người hoan hô nhìn thấy rồi ngài giận muốn đứt hơi vì trong đám đông có lữ động tân đang nhìn ngài mà cười ha hả do đó ngài biết ngay là có bàn tay phá rối của lữ động tân có tiếng người kêu ông lái thuyền ơi mau chèo qua đây chú rể đứng ở đây nè bồ tát quán âm rất bối rối nhưng không có cách nào hơn là để cho ông lão chèo thuyền về trước lữ động tân và vi đà lên thuyền một lời đã hứa đâu có dễ gì nuốt lại được ông lão lái thuyền nhận ra vi đà mừng rỡ nói với cô gái chài lưới cô nương cậu này chính là anh chàng thanh niên muốn xây cậu đây đúng là trời có mắt đúng rồi đúng rồi đây là duyên trời định lữ động tân nói cô nương à lão phu đặc biệt tới đây để tác hợp cho hai người bồ tát quán âm nhìn lữ động tân như thể ông là con quái vật vừa tức vừa giận mà không thể để lộ ra ngoài mặt. Tuy nhiên, nghe nói rằng anh chàng thanh niên này chính là Vi Đà, người muốn say cầu thì cũng đổi giận làm vui, thầm nghĩ rằng anh chàng này phúc hậu lương thiện, lại là một tay thợ đá giỏi, để cho anh ta đứng ra say cầu thì không có gì bằng. Còn Lữ Đồng Tân, ngài quán âm biết ông là người hay phá phách, treo ghẹo người khác. Nên Ngài cũng không giận nữa mà lại bảo rằng Ông làm việc tốt, tôi xin cảm ơn ông. Nhưng ông đùa lần này là quá lố, không nên đắc ý như vậy. Ông đã gieo gió thì bây giờ hãy gạt bảo. Theo tôi nghĩ, ông nên mau nói lên sự thật. Ông lão lái thuyền và vi đà nghe ngài quán âm và lữ động tân nói chuyện với nhau như thể là người quen biết từ lâu. Cảm thấy kỳ lạ, nên hai người đều đứng ngay người ra nhìn. Lữ Động Tân nghe Ngài Quán Âm dạy như thế rồi, thì cũng không dám đùa nữa, và cũng nghĩ rằng mình chỉ nên đùa vừa phải thôi. Phải mau nói lên sự thật, kẻo càng để lâu, càng khó xử. Nghĩ thế rồi, Lữ Động Tân bèn nói sự thật trong lão chèo thuyền, và vi Đà nghe khi biết mình đang đứng trước mặt Bồ Tát Quán Âm và Lữ Động Tân hai người vừa kinh sợ vừa vui mừng lại nghĩ đến ngài Quán Âm vì muốn có đủ tiền xây cầu mà phải nhọc tâm nghĩ diệu kế mấy ngày qua thu được tiền đầy cả một khoang thuyền hai người vô cùng kính phục tấm lòng từ bi và trí huệ của ngài nên khấu đầu lễ bái không ngừng chuyện kén chồng chỉ là một mưu kế của bồ tát tiên và phàm vĩnh viễn cách biệt nên một khi giải thích rồi không có vấn đề gì nữa bốn người đến xong tiền thu được rồi bồ tát quán âm nói với ông lão lái thuyền và vi đà chuyện xây cầu là chuyện quan trọng nay ta ủy thác cho hai người Vi Đà là người tốt, hãy chịu khó cố gắng thêm chút nữa. Hiện tại thì, số tiền này đủ để xây cầu. Mong hai người hãy mau tiến hành công việc, tranh thủ thời gian để cầu được xây càng mau càng tốt. Khi nào cầu xây xong, ta sẽ trở lại. Nói xong, Ngài hiện ra quán âm bảo tướng trang nghiêm, rồi cùng Lữ Động Tân lên mây mà đi ông lão lái thuyền và vi đà được ngài quán âm ủy thác việc này thì ngay ngày hôm sau là bắt tay vào việc làm ngày làm đêm không dám trễ nải không tới một năm sau một cây cầu hùng vĩ tráng lệ được bắt ngang sông lạc dương đúng ngày cầu vừa xây xong quả nhiên ngài quán âm trở lại tuyên ngài vẫn xuất hiện dưới lốt một cô gái chài lưới nhưng lần này ai cũng biết đó là bồ tát quán âm giáng lâm nên tất cả đều sụp xuống lễ lại bồ tát nói với mọi người các vị hãy mau đứng dậy không nên tạ ơn ta câu này mà hoàn thành là do sức đóng góp của tất cả quý vị chính ta mới phải tạ ơn các vị Bồ Tát Quán Âm chúc mừng việc cầu đã hoàn thành rồi lên mây trở về Nam Hải. Nhưng trước khi đi, Ngài nói riêng với Vi Đà. Vi Đà, ngươi đã hoàn thành tốt đẹp việc xây cầu. Ngươi đã ném tiền chúng ta vì ta với ngươi có duyên phận. Ta thấy ngươi là người có tâm thiện lành. Ngươi có muốn cùng ta về phổ Đà Sơn không? Nếu muốn thì có thể ở bên ta mà tu hành cho tới chính quả làm thần hộ pháp cho ta nếu không muốn thì cứ ở lại đây vi đà vội vàng đáp bồ tát trên cao vi đà con được bồ tát giúp đỡ một lòng thề nguyện xây cầu viên mãn cầu xây xong rồi con luôn tạc giả ghi lòng tâm đại từ đại bi của bồ tát nếu được theo bồ tát mà tu hành thì đó là điều vinh hạnh mà con vẫn hằng mơ tưởng mà không dám nghĩ có thể thành sự thật con nguyện theo bồ tát về phổ đà sơn bồ tát quán âm bèn đưa vi đà về phổ đà sơn một vài năm sau vi đà tu hành thành chính quả được phong là thần hộ pháp và được gọi là vi đà thiên tôn thời thời khắc khắc đứng trước mặt bồ tát quán âm để hộ vệ ngài Lạc. trước khi bồ tát di lặc thành phật ngài là con của một gia đình tài chủ rất giàu có từ nhỏ sinh ra đã trắng trẻo mập mạp suốt ngày cười hà ha, đặc biệt tốt bụng luôn luôn đem tài sản trong nhà ra bố thí cho người nghèo khi di lặc lớn lên thì gia sản kết xù kia đã bị đem cho hết sạch sành xanh rồi. Cuối cùng, cả quần áo trên thân cậu cũng bố thí hết. Chỉ còn lại cái quần duy nhất, nhưng cậu không hề hối hận, cũng chẳng hề buồn. Cả ngày, Minh Trần trùng trục, vẫn vui vẻ, ưỡn bụng mà cười. Quán âm đại sĩ biết được việc này, thì trong tâm rất tán thưởng nhân cách của Di Lạc nhưng chuyện tai nghe sao rõ bằng mắt thấy ngài muốn tự mình thử thách anh chàng thanh niên này nếu như danh bất hư truyền thì sẽ hóa độ cho cậu ta về phổ đà sơn thành phật một hôm ngài quán âm giả trang thành một cô gái nghèo tìm đến di lặc để cầu xin bố thí di lặc thật là khó xử trên thân chỉ còn có cái quần ngoài ra không có lấy một vật gì khác đứng trước mặt một cô gái làm sao cậu có thể cởi quần đem bố thí cho cô ta được cậu xoa bụng cười hề hề mà rằng cô nương chờ một chút tôi đến nhà mấy người nhà giàu xin cái gì về cho cô nương nhé nói xong bèn xoay lưng đi ngay ngài quán âm nhẹ mỉm cười kêu giật di lạc lại. Khoan đã, bần nữ có hai chậu hoa ở đây. Tiên sinh một chậu, tôi một chậu. Nếu hoa trong chậu của tiên sinh nở trước, thì tôi sẽ không xin tiên sinh bố thí cho gì cả. Còn nếu hoa trong chậu của tôi nở trước, thì tiên sinh phải cho tôi cái gì của chính tiên sinh, không được đi xin vật gì của ai khác. Di lạc nghe xong, không đòi hỏi gì hơn vui vẻ cười dài luôn miệng nói được nhưng thật ra trong tâm thì cậu không có một chủ ý gì ngài quán âm và di lặc đến một nơi vắng vẻ cả hai nhắm mắt ngồi bệt xuống đất trước mặt chậu hoa của mình hai giờ trôi qua ngài quán âm hé mắt ra nhìn thì thấy chậu của mình thì không có lấy một nụ hoa còn chậu của Di Lặc thì có một đóa hoa đã nở rồi. Bồ Tát Quán Âm vẫn cố tình muốn thử Di Lặc nên mới nhẹ nhẹ đổi chỗ hai chậu hoa. Rồi giả bộ làm ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ kêu lên rằng Hoa trong chậu của tôi đã nở rồi. Tuy Di Lặc rất thật thà, nhắm nghiền đôi mắt nhưng vẫn cảm biết khi Ngài Quán Âm đổi chỗ hai chậu hoa, cậu nghĩ thầm. Người ta là một đại cô nương, ta phải nhường nhịn cô ta chứ, có lý gì mà tị nảnh hơn thua. Cậu bèn mở banh hai mắt, cười hề hề. Tôi thua rồi, tôi thua rồi. Bồ Tát Quán Âm thấy dáng điệu của cậu như thế thì cười. Tiên sinh thua rồi, bây giờ phải bố thí cái gì cho tôi? Di Lạc gãi đầu, xoa bụng và cười hì hì. Cô nương ơi, cô nương cũng thấy rồi mà, thật ra tôi không có gì để tặng cô nương hết. Tuy nhiên tôi hãy còn cái giải quần này. Nói xong, Di Lạc tháo cái giải quần ra, trao cho ngài quán âm, còn mình thì lấy hai tay sách quần, vui vẻ cười hoài. Ngài quán âm rất cảm động, nên nói thật cho Di Lạc biết mình là ai và chủ ý của mình là gì? Di Lặc đồng ý ngay theo quán âm đại sĩ về phổ Đà Sơn. Thần hộ pháp của quán âm viện là ngài Vi Đà, thấy Bồ Tát quán âm đã về, đi theo sau có một anh chàng thanh niên mình trần trùng trục lại hai tay xách quần miệng cười hề hề thì bất giác cao mày mắt tóe lửa đưa chày hàng ma lên khí lực hùng dũng uy nghi chận cửa đại điện nhìn di lặc hét đứng lại bồ tát quán âm thấy di lặc bị chận ở ngoài đại điện thì vội vàng đến giải thích mọi sự cho ngài vi đà nghe lúc ấy ngài vi đà mới ngay người ra để cho di lặc bước vào ngài quán âm nhìn di lặc rồi lại nhìn ngài vi đà nói rằng di lặc miệng luôn tươi cười có thể đón khách thập phương vi đà uy nghi lẫm liệt làm hộ pháp bảo vệ điện phật đúng lắm từ đó trở đi ngài di lặc ngài vi đà và tứ đại kim cương cùng nhau thủ hộ chùa chiền ở thiên vương điện phật di lặc ngồi đối mặt với cửa chính lúc nào cũng mang bộ mặt vui vẻ tươi cười hỉ hả